Ở chapter 1100, chúng ta đã được nhìn thấy Dracula Mihawk vào lúc ông còn trẻ măng và cực kỳ phong độ là khoảng 4 năm về trước. Mặc dù là nếu các bạn đã biết về Mihawk thì cũng có thể thấy, ông lúc nào cũng trẻ và phong độ cả. Người đàn ông này nếu không ngồi yên trong nhà đọc báo uống rượu thì cũng vác kiếm đi chém người khác. Như chapter 1100 mới đây, trong khi những thất vũ hải kia chỉ ngồi ở nhà đọc báo về việc gia nhập của thất vũ hải Kuma, thì ta có thể thấy Mihawk vừa giải quyết xong một kẻ nào đó ngoài khơi và đang đọc báo với đôi mắt chán chường vì đối thủ của ông quá yếu. Đặc biệt là trước khi trở thành một thất vũ hải thì Mihawk, ngoài việc nổi danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, ông ta còn được người khác gọi với cái tên là thợ săn hải quân nữa. Tất cả đều là vì quá khứ luôn đi kiếm chuyện hải quân của tay kiếm này. Có thể nói rằng khi gặp bất kỳ ai, Mihawk cũng đều rút kiếm của mình ra và chém họ cả. Tất nhiên là chỉ những kẻ biết cách chiến đấu, chứ ông không máu lạnh tới mức đi chém người vô tội như đồ Flamingo. Tuy nhiên trong 2 năm trước, khi chúng ta được tiết lộ rằng Mihawk và Sang Tóc Đỏ có liên quan gì tới nhau, ông đã xuất hiện tại hòn đảo nơi vị tứ hoàng này đang dừng chân và mời Sang đọc báo. Mặc dù là trước đó Sang đã gạ kèo Mihawk và ông chú sẵn sàng chơi một trận cực kỳ to với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới tại hòn đảo này, thế nhưng Mihawk đã từ chối và bảo rằng mình không có hứng đánh nhau với một kẻ cục tay. Ta đã biết được rằng Mihawk và Sang là hai kiếm sĩ cực kỳ mạnh, họ đều có thể một chém giải quyết bất kỳ bằng hải tặc nào mà không gặp khó khăn gì cả. Và ngoài ra, kiếm thuật của Mihawk là còn được đánh giá là cao hơn cả Sang. Trước đây, cả hai đã từng đụng độ với nhau rất nhiều trong quá khứ, nhưng vì sao mà Mihawk lại từ chối đánh nhau với Sang, trong khi đó là việc mà họ đã từng làm mỗi ngày. Đặc biệt có thể nói đến chính là Mihawk đã một thân một mình tiến thẳng vào đời trú ẩn của Sang, trong khi những thành viên của Băng Tóc Đỏ đều quay xung quanh ông. Và ta đã biết rằng Băng Tóc Đỏ có một sức mạnh đáng sợ như thế nào khi họ được đánh giá là một băng đồng đều về sức mạnh. Bất kỳ chỉ huy nào trong cái băng này cũng có thể đánh ngang hàng với thuyền trưởng của mình. Ấy vậy nhưng Mihawk vẫn có thể ngang nhiên bước vào như chốn không người. Mặc dù ông đến đó không phải là để đánh nhau với Sang, nhưng Mihawk chắc chắn cũng phải biết rằng nếu Sang muốn thì cái Băng Tóc Đỏ đều có thể vây quanh Mihawk và cho ông một trận hội đồng. Nhưng có lẽ Mihawk vẫn biết chuyện đó sẽ xảy ra, chỉ là ông không sợ mà thôi. Điều đó cho thấy Mihawk bá đạo tới mức nào. Nên từ đây mà hành động né tránh cuộc chiến với Sang của ông đã khiến mình dấy lên khá nhiều nghi vấn về việc nếu như lúc đó Sang quyết định đánh nhau với Mihawk thì ai mới là kẻ thắng cuộc, và thực sự là Mihawk có đang sợ Sang hay là không. Vì lúc đó ta biết Sang là một tứ hoàng, còn Mihawk chỉ là một thất vũ hải, và thất vũ hải thì được đánh giá thấp hơn tứ hoàng rất nhiều. Nhưng trong thời gian gần đây, khi Mihawk hé lộ mức truy nã của mình ra cho người xem được thấy, thì rõ ràng là danh hiệu thất vũ hải mà ông đang mang trong khoảng thời gian trước đó không có ý nghĩa gì trong việc thể hiện sức mạnh của Mihawk cả. Nhưng nếu bạn thắc mắc rằng vì sao mà lúc đó Mihawk lại từ chối lời gạ kèo của Sang, thì đó là vì ông có một lý do hết sức thuyết phục để từ chối, chứ không phải là vì ông sợ tứ hoàng tóc đỏ đâu. Nghe thì có vẻ sai, nhưng nếu để ý thì bạn phải công nhận là nếu không tính đầu đèn vào thất vũ hải, chỉ để được vào Impel Down chiêu mộ thành viên, thì Mihawk có lẽ chính là thất vũ hải mạnh nhất trong cái tổ chức này đấy nhỉ. Rõ ràng là ông còn mạnh hơn cả thiên giả xoa Doflamingo nếu chỉ xét riêng về khả năng chiến đấu. Mặc dù là Mihawk chưa từng thể hiện hết sức mạnh của mình cho chúng ta được thấy, nhưng thành thực mà nói thì sau những lần thể hiện nhỏ lẻ của ông trong những trận chiến mà Mihawk có mặt, ta đều có thể đoán được một chút lý do vì sao mà người ta lại gọi ông là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi. Điển hình như là lần đầu tiên Mihawk đối đầu với Zoro tại nhà hàng Baratai. Mặc dù Zoro khi đó là một thợ săn hải tặc có tiếng, thế nhưng đối với Mihawk thì anh chàng chả là cái gì cả. Zoro sử dụng đến 3 thanh kiếm để đánh nhau với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, trong khi ông ta chỉ sử dụng một con dao nhỏ xíu để cho Zoro biết thế giới rộng lớn tới mức nào. Thậm chí là trước đó chúng ta còn được nghe về câu chuyện của băng hải tặc Don Cree, khi mà Mihawk đã phá hủy toàn bộ con tàu của họ bằng cách cắt đôi nó ra thành hai mảnh. Cái băng này vừa mới bước vào đại hải trình là đã gặp Mihawk đứng sẵn ở đó. Ông lập tức tiễn cả đám về lại biển Đông luôn. Và đó cũng chính là lần đầu tiên mà Mihawk xuất hiện. Ông ngay lập tức chiếm được thiện cảm của người xem về một tay kiếm sĩ huyền thoại cực kỳ mạnh và cực kỳ bá đạo, không dễ để có thể đối phó được. Đặc biệt là nếu như Zoro không có cho mình một tinh thần dũng mãnh, một ý chí đanh thép, thì có lẽ là anh đã không thể sống được dưới lưỡi kiếm của Mihawk rồi. Còn trong hàng ngũ thất vũ hải, ta có thể nói rằng Mihawk là người mạnh nhất thì cũng không có gì là sai cả. Vì khi tiền truy nã của ông được tiết lộ, thì trong hàng ngũ thất vũ hải không ai là có mức truy nã vượt qua được ông cả. Mihawk là người có mức truy nã cao nhất trong hàng ngũ này và lọt top 3 người có mức truy nã cao nhất thế giới được biết ở thời điểm hiện tại. Sức mạnh của Mihawk có thể nói là ngang ngửa với cả một tứ hoàng, đặc biệt là khi truy nã của ông còn hơn hẳn hai tứ hoàng nữa. Điều này là để cho thấy rằng chính phủ và hải quân xem rằng Mihawk thực sự có độ nguy hiểm còn cao hơn cả một tứ hoàng. Mặc dù ông chỉ là một cá nhân chứ không phải là một băng hải tặc nào to lớn cả, nhưng đó có lẽ là vào quá khứ khi Mihawk vẫn còn thích tự chơi một mình và không giao du với bất kỳ ai. Chứ bây giờ thì ông đã là một trong 3 gương mặt đại diện cực kỳ hùng mạnh và đáng sợ của tổ chức tội phạm Cross Guild, thì có lẽ là độ nguy hiểm của Mihawk đã được tăng lên khá nhiều rồi. Và việc Mihawk còn bị truy nã gắt gao hơn ông trùm của tổ chức là bất ghi, đã cho chúng ta thấy rằng chính phủ sợ hãi ông tới mức nào rồi, đúng không?
Còn bây giờ thì hãy đến với lý do vì sao mà kiếm sĩ mạnh nhất thế giới lại không thèm đánh nhau với Shang. Nhưng chắc chắn không phải là ông sợ Shang rồi, không hề tí nào luôn. Vì với những gì mà mình đã nói nãy giờ thì ta đều biết, Mihawk nếu không thể giành chiến thắng với Shang thì chắc chắn là ông cũng không thể đánh ngang hàng với vị tứ hoàng này. Ví dụ thì cả hai đã từng va chạm với nhau rất nhiều lần trong quá khứ, nên nếu như Mihawk không đánh lại Shang thì hẳn là người ta cũng đã không gọi cả hai là kỳ phùng địch thủ. Vì thế cho nên, việc Mihawk sợ Shang là điều không thể xảy ra, và cũng có thể đó là lúc ông chỉ định đem đến cho Shang thông tin về một hải tặc non trẻ mới nổi gần đây là Luffy mà thôi, đến chơi một chút rồi về, chứ không ký định ở lại vài ngày để giao chiến. Nên vì vậy mà khi được Shang gạ kèo, Mihawk đã từ chối ngay lập tức, vì ông không muốn kế hoạch của mình trật khỏi dự định ban đầu. Hoặc cũng có thể là lúc đó Mihawk thực sự không muốn đánh nhau với Shang, bởi lẽ giờ đây tứ hoàng tóc đỏ đã mất đi một tay, về việc đánh nhau với Shang sẽ khiến Mihawk mất nhiều hơn là được. Đặc biệt là nếu như khi ông đánh thắng tóc đỏ thì người ta sẽ gọi Mihawk là kẻ bắt nạt người tật nguyền, và nếu chiến thắng một tên có khiếm khuyết trên người thì cũng không có gì gọi là vinh quang cả. Còn nếu Mihawk thua trong một cuộc đấu thì người ta sẽ gọi ông còn tệ hơn cả một đứa cục tay. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới chắc chắn sẽ khá là quê độ, vì kiếm thuật của ông không thể đánh bại lại kẻ chỉ sử dụng kiếm bằng một tay phải của hắn. Còn nếu hai người hòa nhau thì Mihawk sẽ không khác gì một tên cục cả, nên có thể là vì để bảo vệ danh tiếng của mình mà Mihawk đã không đụng đến Shang vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ theo những lý do đó thì sẽ thấy nó rất là không hợp lý, và sự thật chắc chắn là không phải như vậy, bởi vì chúng ta có thể đoán được lý do vì sao mà ông lại không đánh nhau với Shang. Phần nhiều chắc là có liên quan đến chính phủ thế giới. Ta đều biết rằng Mihawk lúc đó vẫn là một trong những thất vũ hải, mà thất vũ hải luôn được mọi người xem là người của chính quyền. Họ luôn được bảo hộ và tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm mà không sợ hải quân đến bắt mình theo mệnh lệnh của chính phủ thế giới. Tuy nhiên mình nghĩ là có những hạn chế mà các thất vũ hải không được phạm vào. Đầu tiên chắc chắn phải nói tới đó chính là không được đụng đến những quốc gia có liên minh với chính phủ thế giới như Crocodile hay Doflamingo. Bọn chúng đã vi phạm điều luật này, và nhờ vậy cho nên hệ thống thất vũ hải mới bị xóa bỏ. Doflamingo tuy đã trở thành vua của Red Rosa, nhưng sức ảnh hưởng của hắn thì rất là lớn, cho nên là chính phủ dù biết cũng không thể làm được gì. Còn Crocodile thì cho đến khi Luffy tới, chủ tịch cá sấu vẫn chưa có động thái nào công khai việc mình sẽ xâm chiếm Alabasta cả. Chỉ có một vài người bên trong hoàng tộc, đặc biệt UVV, là phát hiện được ra mục đích thực sự của Crocodile mà thôi. Và vì thế nên mình nghĩ rằng một trong những điều mà chính phủ thế giới nghiêm cấm thất vũ hải làm đó chính là khiêu chiến với các tứ hoàng. Bởi lẽ nếu như nhận thức được thất vũ hải này đánh nhau với các tứ hoàng thì họ sẽ vô tình khiến cho chính phủ thế giới bị liên lụy, và từ đó tứ hoàng có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công thẳng vào chính phủ thế giới, thậm chí là còn đáng sợ hơn nếu các tứ hoàng liên minh với nhau. Nên vì vậy mà mọi hành động khiêu chiến tứ hoàng đều không được cho phép. Có lẽ là nếu kẻ nào phạm phải điều luật này sẽ bị khai trừ khỏi thất vũ hải ngay lập tức, và đó chính là lý do cực kỳ hợp lý và chính đáng để Mihawk có thể từ chối lời gạ kèo của tứ hoàng tóc đỏ đấy, đúng không? Tuy nhiên như chúng ta đã biết thì hệ thống thất vũ hải đã bị loại bỏ, và Mihawk giờ đây đã không còn là một trong những hải tặc có thể liên kết với chính phủ thế giới nữa. Vì thế cho nên bây giờ ông có thể tự do thoải mái gạ kèo với Shang bất cứ khi nào mà Mihawk muốn rồi. Nhưng liệu hai người này có cơ hội nào để va chạm với nhau trong tương lai nữa hay không? May mắn thay, với những sự kiện gần đây thì câu trả lời là có, họ chắc chắn sẽ gặp nhau trong tương lai, nếu không sớm thì cũng muộn mà thôi. Nếu các bạn còn nhớ thì trước đây, trong lần cuối cùng mà chúng ta được gặp lại Crossgill, Buggy đã bày tỏ ý định muốn chiếm lấy kho báu One Piece của hắn. Mặc dù là bản thân đang bị bầm dập bởi Mihawk và Crocodile, nhưng điều đáng nói là việc Buggy đã mặc kệ hai ông chủ của mình và hét lên được câu muốn tìm kho báu One Piece và trở thành vua hải tặc trước toàn thể mọi thành viên trong tổ chức Crossgill, và sự ngỡ ngàng của chủ tịch cá sấu lẫn mắt diều hâu. Tất nhiên là trước đó cả hai người này đều từ chối trước lời mời gọi của Buggy cho việc tìm kiếm kho báu One Piece. Bởi lẽ theo dự phân tích của Mihawk thì nếu như họ công khai việc tham gia vào cuộc tìm kiếm kho báu này thì Crossgill sẽ phải đối đầu với những tứ hoàng khác, bao gồm cả Luffy mũ rơm, râu đen lẫn Shang tóc đỏ, và rõ ràng đó hoàn toàn không phải là mục tiêu của họ ở thời điểm hiện tại. Chủ tịch cá sấu và đệ nhất kiếm sĩ chỉ muốn tạo ra một vương quốc tội phạm của riêng họ, nơi mà cá sấu có thể làm vua ở đây, còn Mihawk thì có thể thoải mái thưởng thức rượu vang và đọc báo mỗi ngày mà không sợ ai đến làm phiền mà thôi. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy thì Buggy đã thông báo với toàn thể Crossgill về mong muốn của hắn rồi, và ta cũng được thấy rằng đám hải tặc này phản ứng nhiều tới mức nào với thông báo đó rồi, nên khả năng cao là hai ông chủ thực sự của tổ chức này sẽ phải chiều theo ý của Buggy mà tham gia vào hành trình tìm kiếm kho báu One Piece giống như những gì mà hắn đã muốn mà thôi. Và đó cũng chính là lý do mà mình nghĩ rằng Shang và Mihawk sẽ gặp nhau trong tương lai, và tất nhiên là vì Crossgill chỉ có mỗi hai người là biết đánh lộn, là Mihawk và Crocodile, nên nếu như họ đụng độ với băng tóc đỏ thì tất nhiên là Mihawk và Shang sẽ bắt đầu bắt kèo với nhau. Nếu như ông không muốn tứ hoàng này một tay quét sạch cả Crossgill của mình, còn chủ tịch cá sấu thì hắn chỉ biết tính toán và làm kinh tế, chứ còn đánh nhau thì có lẽ cá sấu hơi bị thua thiệt khá nhiều so với người khác. Đến cả một tên nhóc chưa có haki mà hắn còn không đánh lại thì nói gì một bằng hải tặc toàn dân chơi haki, đúng không?
Và câu hỏi lúc đó chắc chắn không phải là Mihawk liệu có đánh nhau với Sang hay không, mà là ai sẽ là người chiến thắng nếu họ đọ kiếm với nhau. Mihawk lúc này có lẽ vẫn còn là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, và khả năng cao ông vẫn có thể đánh ngang hàng với Sang. Thậm chí là giờ đây Mihawk sẽ có lợi thế hơn vì Sang đã mất đi một bên cánh tay của mình. Nhưng ta đều biết rằng Sang có Haki sát sắc quan sát, và Haki bảo vườn cơ bản của anh cũng cực kỳ mạnh. Điều đó có thể giúp Sang đối địch lại với Mihawk một cách dễ dàng, thậm chí là với khả năng bọc Haki bảo vườn vào đòn đánh của Sang, có thể còn sẽ giúp cho tứ hoàng tóc đỏ trên cờ so với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đấy nhỉ. Nhưng dù là vậy thì trận chiến này vẫn chưa thể xảy ra, và chúng ta thậm chí còn không biết rằng Mihawk và Crocodile có đồng ý chiều theo lời của bất kỳ hay không nữa. Nên tốt nhất thì mọi người cứ lên kèo, xong tới lúc đó tụi mình đặt cược vào kiếm sĩ mà chúng ta yêu thích nhất là xong.